nhớ mấy bài tập luyện không mấy bạn? Đầu tư cho sức khỏe là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Làm tỷ phú mà còn chưa sướng bằng mấy em nữa. Bởi vì mấy em có sức khỏe, sống khỏe đúng không chị? Chứ giờ có nhiều tiền rồi bệnh cũng vậy à. Hơn 40 tuổi là cũng bệnh à. Mình tập luyện sức khỏe giờ là đúng đắn quá rồi. Giờ mấy em là ở Việt Nam là làm tỷ phú Việt Nam nha. Mốt qua nước ngoài là thành tỷ phú quốc tế luôn á. Tỷ phú thế giới luôn á. Tỷ phú sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả. Đúng không? Ừ. Xuống biểu diễn cho cô coi nè. Đúng rồi. Cô đeo vàng nhiều quá nha. Cô đeo vàng nhiều quá. Đeo vàng nhiều cũng chưa thể hiện là tỷ phú. Phải là sức khỏe nhiều mới là tỷ phú được thôi. Bây giờ các bạn chuẩn bị coi các tỷ phú Việt Nam bơi đây. Bơi mạnh lên rồi mốt qua quốc tế làm tỷ phú thế giới. Tiên cá phải thành tỷ phú thôi. Rồi lấy giúp cho thế giới trả lại với màu xanh đó, gom người vô khu căn hộ vậy đó, ở đó để dành đất đai, trồng cây, gây rừng, bảo vệ thiên nhiên. Người là phải tập trung vô một nơi ở chung gì đó như một cộng đồng, như vậy thì mới bảo vệ thiên nhiên tốt được chứ. Mỗi người mua một miếng đất rồi xây dựng nhà cửa lên là phá hoại thiên nhiên lắm. Rồi, mời anh đại gia Pasa xuống nước. Mời anh đại gia, mời tỷ phú Pasa và tỷ phú Nixi. Qua đây Nixi. Pasa Nixi. Wow, khỏe như vậy. Trời, giữ thẳng tay phía trước. Ồ, lắc đuôi dữ vậy trời. Mạnh quá. Mạnh vậy. Giữ thẳng tay. Giữ thẳng tay. Đúng rồi. Wow. Dữ quá. Lắc đuôi một cái kéo tay. Đúng rồi. Khỏe mạnh mới là điều tuyệt diệu nhất của thế gian này. Cũng làm gì cũng được nếu có sức khỏe. Ủa chị, sáng đây có quay phim không? Có ai qua quay phim không? Sao em nghe nói qua đây quay phim làm vận động viên bơi lội mà. Vậy hả? À, không có chân. Ủa sao nói là Him Lam có quận 4 nữa hả chị? Có hả chị? À vậy là quay phim bên đó rồi. Em nghe bữa nay sáng nay nói. À, vậy là người cá tay sáng quay phim bên Him Lam quận 4. Chứ không thôi tưởng là quay bên này là biết hồ bơi của chúng ta rồi, hồ bơi nước biển. Him Lam quận 4. Ừ. Rồi. Mấy tỷ phú tiếp tục tập luyện đi nha. Hôm nay tỷ phú Việt Nam, sau này là tỷ phú thế giới. Cố gắng lên, sức khỏe là vàng, nhớ như vậy nha, quan trọng là phải sức khỏe nha, không quan trọng vật chất nha.